Xin chào toàn thể các bác nha. Mình đang cầm trên tay cái mẫu nụt bẫy bình bịt của bên mình sản xuất. Thì đây là một hàng nụt này là gọi là nụt VIP, nụt đẹp chứ không phải hàng chợ nhé. Cái nụt này như này là chỉ nặng có 1,3 cân thôi. Chất liệu làm nó là tất cả nó inox 304 100%. Sơn này là sơn ngụy trang thôi nhé. Còn nó là inox. Còn này mình chưa sơn để nguyên này. Đấy. Thì cái thông số của nó là chiều dài cái nụt này từ bên đây sang bên đây, cái nụt này của nó là 60 cm, ngang hết tầm này, hết ngang tầm này của nó là 41 cm, chiều cao từ đáy này lên phần này là 28 cm. Thì cái nụt này mình đã thiết kế để nó ưu điểm tối ưu hóa cái độ không gian để tránh hiện tượng to quá chúng ta vác đi nó vướng, mà nhỏ quá thì con chim mồi nó đứng hơi bị chật đấy. Thì bản thân mình cũng là từ là người đi bẫy nên là mình đã tối ưu hóa đến cái mức độ cao nhất để có cái nụt này. Thì cái nụt này thì dành cho các bác nào để đam mê chơi chim mồi, thì bác nào quan tâm thì sẽ liên hệ với mình. Thì kể cả như cái này, móc này là mình thiết kế để xoay được này, cái móc này này, cái móc này bên mình cũng thiết kế để xoay. Vì sao là xoay này? Thì khi bác nào mà đi đánh ấy thì sẽ biết. Tại vì nhiều thế cành mình bắt buộc phải xoay móc này để mình có thể treo. Tại vì một số cành ngang như này nhưng mình đứng như này móc khó, hoặc một số cành dọc mà mình không thể đặt như này được thì mình sẽ xoay móc này theo chiều nào mình muốn nhé. Đấy, cái này thì cái nụt này thì nhiều bác hỏi mình là cách cầu tử này làm cái cầu tử gì. Thì khi các bác mà quan tâm cầu tử này đấy là các bác đã chơi rồi, bác đấy là đã chơi nhiều mẫu nụp rồi. Thì đa số là từ trước giờ một số cơ sở khác các bạn sản xuất đấy, cái mẫu nụp đấy là người ta làm hàng chợ. Thì hàng chợ thì đầu tiên nhược điểm của nó là rất là nặng. Vì sao? Nó là một sắt mới kẽm, nhưng mà đa số là sắt thì sắt ta hàn nó dễ hơn. Thì khi mà làm như vậy thì cái nụp nó rơi tầm khoảng 3 cân 1,5 cân, và khi cả con chim mồi đứng ở tầm 4 cân thì bác không vác được. Như cái nụp này là chỉ có 1,3 cân, chưa có áo, mà nhiều lúc đi đánh mình đã cảm thấy đã nặng rồi, mình cũng chưa phải là ưng ý lắm, nhưng mà thực sự để mà nhẹ hơn nữa thì không tìm vật liệu nào nhẹ hơn đấy. Là chỉ 1,3 cân thôi, mình nhiều lúc mình cảm thấy đã nặng thì các bác mà vác một cái nụt một tầm khoảng độ 3 cân 3,5 cân thì mà cả chim mồi nữa thành tầm 4 cân thì mình chắc chắn là sẽ rất là khổ. Thì cái cầu tử này của bên mình làm là cầu tử bập bênh nhá, cầu tử là cầu tử bập bênh. Khi mà con chim, ví dụ như khi con mồi nó sung mà nó đái nhau mới bổ cái nắc thoải mái, cái bàn cầu tử này sẽ không mà tự sập, mà cái bàn cầu tử này chỉ sập khi con lực tác động vào đây thôi. Con bìm nó nhảy rất mạnh nên các bác đừng phàn nàn là sao cái này nó hơi nặng, vì con bìm nhảy rất là mạnh, nó tầm khoảng 4-5 nặng nhảy nên là như này là rất là mượt này. Khi nhảy xuống là cái này nó bung luôn. Và thứ hai là cơ chế khóa này, cái khóa này cơ chế là rất là chuẩn này, như là đã sụt sập rồi thì gần như là sẽ không bao giờ tuột đấy. Và cái khung này, cái form này rất là cứng nha, chắc chắn luôn đấy. Thì bản thân mình là người đi bẫy và mình sẽ chỉ làm ra sản phẩm mà mình cảm thấy ưng ý thì mình sẽ giới thiệu với các bác, chứ bên mình không có lấy của ai về mình bán cả. Và cái mẫu nụt này thì mình đi đánh rất là nhiều rồi. Thì mấy cái trước thì mình sơn màu đen, thế còn như cái này thì mình sơn trang thì sơn màu xanh thì để cho nó sáng hơn.
Mm-hmm.